Lương Thế Thành tuyên bố mê con nên cho vợ ra rìa. Từ khi có con, Lương Thế Thành hầu như dành toàn bộ thời gian của mình cho cậu Quý Tử. Ngày 27 tháng 7, trên trang cá nhân, Thúy Diễm đăng tải hình ảnh đầu tiên của con trai đầu lòng nhưng ngày đầy tháng. Theo chia sẻ, thông tin nữ diễn viên sinh con hoàn toàn được giữ bí mật cho tới khi cô hé lộ hình ảnh của con. Bà xã Lương Thế Thành cho biết, cô sinh con trai bằng phương pháp sinh thường vào ngày 27 tháng 6 tại nước ngoài. Từ đó đến nay, cặp đôi liên tục cập nhật những hình ảnh đáng yêu của cậu Quý Tử trên trang cá nhân. Mới đây, Lương Thế Thành vừa đăng tải dòng trạng thái kể về cậu con trai đầu lòng, bé Bảo Bảo. Anh tự dành lời khen cho bản thân và con trai vừa giống nhau, lại vừa đẹp trai. Sau hai ba con mình đẹp trai giữ thần vậy ba ơi. Cho mẹ Diễm ra rìa luôn, chích lời Bảo Bảo nói, chứ Thành không có nói à nghen. Lương Thế Thành thường xuyên chia sẻ hình ảnh con trai trên trang cá nhân. Cậu bé được nhiều người nhận xét là có khuôn mặt y hệt bố. Thúy Diễm cũng từng ganh tị khi thấy con trai không có điểm nào giống mình. Dù chỉ mới ra đời được vài tháng, nhưng Bảo Bảo lại có biểu cảm cực lấu lĩnh và đáng yêu. Trước đó, Thúy Diễm cũng từng tâm sự. Từ khi sinh em bé, Thúy Diễm nói đùa rằng mình bị ra rìa vì con trai quá giống bố. Vừa sinh xong, tôi đã thấy khuôn mặt của con rất đàn ông, nhìn là biết con trai liền. Thấy anh Thành bế Bảo Bảo, tôi thấy hai cha con giống nhau y đúc. Kể từ giây phút đó, tôi chính thức ra rìa bởi anh Thành thích con lắm, giống như tìm được bản sao của mình vậy. Anh ấy giờ mê con hơn tất cả những thứ khác trên đời, vợ cũng để sang một bên. Trấn Thành kêu trời khi thấy thú cưng trị giá 3.000 đô bị Harry Won phá hoại tàn nhẫn. Trấn Thành không thể nào giữ bình tĩnh khi chứng kiến chú mèo cưng của mình bị vợ hành hạ. Mới đây trên trang cá nhân, MC Trấn Thành vừa đăng tải dòng trạng thái khá dài, trách móc bà xã vì đã tự ý cạo lông chú mèo có giá đến 1.000 đô. Cụ thể anh chia sẻ chuyện như sau, lại nói về Harry Won, một ngày đẹp trời đang quay. Nó gọi báo tôi, em mới chi 3.000 đô để mua một con mèo nè, anh thích không? Tôi suy sụp, nghĩ một con mèo mà nó mua gì tới 3.000, nhưng khi về em đẹp như tiên, ok, câm miệng. Rồi cũng một ngày đẹp trời cũng đang loay hoay, nó gửi tôi cái hình trong trạng thái rất tự hào kèm dòng nhắn, em mới tự tay cạo lông cho nó nè, anh thấy em giỏi không? Tôi buông máy lặng người, lệ hờn ứa mi, chết lâm sàng như từ hải. Lấy lại bình tĩnh tôi hỏi, mắc cái gì mà mắc chứng lên tự nhiên cạo lông hãm hiếp thằng nhỏ vậy? Nó đáp rất vô tư, thấy ba mới mua cái đông đơ cạo lông cho Bu và Su, hai con chó ở nhà thấy vui vui. Và sẵn em nghi nó bị ghẻ ngứa, em cạo luôn, cạo xong mới biết nó không có bị, giết nó được chưa? Ai đời chủ cả gì đâu mà ác như mẹ chồng, nó không có thẩm mỹ, thì tự ứng lên người nó đi, chứ mắc gì gieo nghiệp lên thằng nhỏ. Ai dựa ai khiến, nó còn bồi thêm câu, em cạo lần đầu mà cạo được như vậy là đẹp lắm rồi, vi diệu chưa? Thằng nhỏ đi từ Nga về đẹp như thái tử trong hoàng cung Ai Cập, qua tay nó pha chế, thằng nhỏ y như nạn nhân duy nhất còn sống sót sau đám cháy. Còn gia đình thì chết hết như vậy đó, trời ơi là trời, 3.000 đô của tôi, con trai của tôi, ai khóc nổi đâu này, bài đức trí, xin bài bảo anh. Cận cảnh vẻ ngoài bảnh bao của thú cưng mà Harry Won đã lấy hẳn 3.000 đô của ông xã đi tậu về, dù khá sót tiền nhưng Trấn Thành vẫn bỏ qua vì chú mèo này khá đẹp. Nhưng Trấn Thành không ngờ rằng chính bà xã đã hành hạ thú cưng của anh ra nông nỗi này. Phải nói khi nhìn thấy chú mèo ở hiện tại ai cũng phát hoảng. Bộ lông hoành tráng của chú mèo giờ đây hết sức độc đáo mà chẳng ai có thể có tay nghề như Harry Won. Là người hoạt ngôn chặt chém chẳng sợ ai, nhưng Trấn Thành đã có rất nhiều fan phải chịu thua bà xã. Thậm chí ngay cả tiền bạc anh cũng bị vợ kiểm soát và đành câm nín xài theo mức tiền mà vợ phát. Bùi Tiến Dũng xuất hiện lạnh lùng sau tin đồn sắp đám cưới, kể về khoảng thời gian khó khăn. Anh không hề lên tiếng xác nhận chuyện hẹn hò trong thời gian gần đây. Thay vào đó, Bùi Tiến Dũng vẫn hoạt động bình thường theo lịch trình. Vài ngày qua, cộng đồng mạng lại tiếp tục xôn xao khi biết được thông tin về người yêu hiện tại của nam thủ môn. Được biết, anh đang có mối quan hệ hẹn hò với người đẹp tên Thanh Mèo và cả hai khá kín trong chuyện tình cảm với truyền thông. Chẳng những thế, lại còn có thông tin rằng từ phía cả hai đã ấn định ngày cưới, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng Giêng năm sau. Đến hiện tại, từ hai nhân vật chính vẫn chưa có bất cứ lời nào để xác nhận chuyện hẹn hò. Và chiều ngày 7 tháng 9, Bùi Tiến Dũng đã bất ngờ xuất hiện trong một sự kiện do anh làm đại sứ thương hiệu. Anh diện trang phục khá thoải mái và năng động, mang theo cả quả bóng đi sự kiện. Có thể thấy nam thủ môn quốc dân vẫn giữ được tinh thần thoải mái và làm việc theo đúng cái lịch trình của mình.
Khi mọi người mong ngóng về câu trả lời của anh xoay quanh các vấn đề yêu đương, hẹn hò, thì Bùi Tiến Dũng lại từ chối các câu hỏi từ truyền thông, bởi lẽ chuyện đời tư cá nhân anh muốn giữ cho riêng mình. Tại đây anh chia sẻ về những khó khăn của mình ở quá khứ. Cụ thể năm 2002, anh từng bỏ học để đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống, thậm chí trong túi chỉ có mấy chục nghìn đồng đi lên tỉnh. Mãi cho đến năm 2016, cơ hội nghề nghiệp mới mở ra cho thủ môn gốc Thanh Hóa. Kể từ sau chiến thắng U23 vào top 4 ASEAN 2018, tên tuổi của chàng thủ môn Quốc Dân như bước lên một vị trí mới và được vô số người săn đón. Trong phút chốc, Bùi Tiến Dũng như ngôi sao hạng A của showbiz Việt, anh trở thành đại sứ thương hiệu của khá nhiều nhãn hàng và luôn thu hút ánh nhìn khi xuất hiện tại sự kiện. Tức từng tợt các thông tin về anh đều gây sự chú ý của công chúng. Hoàng Anh, bà xã kêu tôi nghỉ đóng phim sang Mỹ trông con. Vợ của nam diễn viên mệt mỏi vì những tin nhắn cho rằng Hoàng Anh sẽ trở thành người đàn ông bội bạc giống con trong Gạo Nếp Gạo Tẻ. Anh thấy thế nào khi đọc bình luận của khán giả về vai diễn của mình trong Gạo Nếp Gạo Tẻ? Từ tập 1 đến 15, khán giả thích vai diễn của tôi lắm, nhất là đoạn công quỳ xuống xin bà Mai, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân từ mặt mình. Tuy nhiên, từ khi thay lòng, công bị rất nhiều người ghét. Ban đầu khi đọc những lời chê bai của mọi người tôi thấy rất vui vì nghĩ rằng như vậy nghĩa là mình đang thành công. Tuy nhiên càng về sau càng có nhiều khán giả bình luận một cách thái quá. Họ đánh đồng tôi với nhân vật, chửi công và chửi tôi. Không những thế, nhiều người thậm chí còn nhắn tin Facebook cho bà xã tôi ở nước ngoài để nói những lời không hay. Sự ảnh hưởng của vai diễn với cuộc sống đời thật khiến tôi đôi lúc hoài nghi về quyết định nhận vai. Mỗi lần ra đường và bị khán giả chửi quá nhiều, tôi cũng thấy muối mặt. Họ dùng nhiều lời lẽ cay độc để chửi công, cho rằng anh ta là thằng bám váy phụ nữ, sẽ bị quả báo. Điều đó khiến tôi cảm thấy hơi xót xa với người diễn viên một chút. Bà xã anh bị làm phiền như thế nào vì những khán giả thái quá? Rất nhiều người nhắn tin Facebook cho bà xã để mắng chửi tôi cũng như vai diễn này. Họ còn nói rằng tôi sớm muộn cũng giống như công trong phim, nên khuyên bà xã nên bỏ tôi càng sớm càng tốt. Tôi biết những điều vợ tôi phải chịu đựng rất nặng nề, nên chỉ mong khán giả ghét vai công, chứ đừng ghét tôi ở ngoài đời. Người bạn đời của anh phản ứng ra sao khi nhận được những tin nhắn như vậy? Cô ấy nói với tôi, anh ơi, anh đóng phim làm sao mà người ta nhắn tin chửi em quá trời, anh đừng đóng phim nữa, qua đây trông con giùm em đi. Những lúc như vậy tôi thấy trong lòng tan nát, nhưng vẫn động viên bà xã rằng anh đóng vai bị ghét, nên khán giả ghét là cũng đúng thôi, em phải mừng vì vai diễn của anh đã được nhiều khán giả đón nhận nhé. Dù vậy, tôi vẫn phải xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến bà xã, dù cô ấy không liên quan gì đến vai diễn này. Trước khi đến với nhau, tôi đã là diễn viên nên vợ tôi rất thấu hiểu và thông cảm cho công việc của chồng. Lúc chuẩn bị đám cưới, cô ấy cũng bị làm phiền rất nhiều nên có lẽ những bình luận tiêu cực ở giai đoạn này chưa thấm vào đâu. Vì vậy, chúng tôi tin rằng mình có thể vượt qua tất cả. Anh và bà xã giữ gìn vun đắp tình cảm ra sao khi hai cách nhau nửa vòng trái đất? Hiện tại khoảng 2-3 tháng tôi sẽ sang Mỹ lưu diễn một lần để được gặp vợ con. Ngày thường tôi đóng phim ở Việt Nam còn vợ tôi đi làm ở Mỹ. Vì lệch múi giờ, những lúc tôi ngủ thì vợ đi làm và ngược lại, nên bất kỳ khi nào rảnh, vợ chồng tôi sẽ FaceTime với nhau cho đỡ nhớ. Thời gian tôi xa con nhiều hơn thời gian được ở bên cháu, nên tôi muốn hai cha con thường xuyên nhìn thấy mặt nhau để cháu không quên bố. Chấp nhận làm đám cưới khi mọi đứa ở một phương trời, nên tôi và bà xã đã xác định phải xa nhau một thời gian. Chúng tôi đang cố gắng để cả gia đình có thể sớm đoàn tụ. Tôi biết vợ một mình nuôi con bên đó rất vất vả, rất cần chồng bên cạnh. Nhiều khi vợ tôi rất buồn tủi thân vì những ngày lễ, gia đình người ta cùng nhau đi chơi, còn cô ấy chỉ có một mình ôm con ở nhà. Mỗi lúc như vậy, cô ấy đều gọi điện thoại cho tôi và khóc hoài. Tôi chỉ biết động viên cô ấy ráng lên, anh sắp qua với em rồi. Hai vợ chồng quá xa nhau trong khi anh là một diễn viên được nhiều người vây quanh khiến bà xã thấy thế nào? Cô ấy thỉnh thoảng cũng ghen bóng ghen gió. Khi quay phim thu tiếng trực tiếp, tôi thường tắt điện thoại. Mỗi lúc gọi điện mà không thấy chồng bắt máy, bà xã cứ tưởng tôi đi với ai và lên cơn ghen lồng lộn. Vợ chồng tôi từng nhiều lần cãi nhau cũng chỉ vì lý do đó. Nếu không phải ghi hình, tôi sẽ bắt máy ngay lập tức cho vợ yên tâm. Về phía mình, anh thấy sao khi bà xã một mình nuôi con ở Mỹ? Tôi nghĩ câu sao mặt cách lòng không sai chút nào. Thỉnh thoảng, tôi cũng tự hỏi không biết là bà xã bên đó có ai bên cạnh không? Trong lúc không có mình ở bên thì cô ấy có mũi lòng vì ai đó không? Tôi từng tìm cách dò hỏi bà xã về những chuyện đó. Tuy nhiên tôi cho rằng một chút nghi ngờ như vậy là lẽ thường tình của những cặp vợ chồng xa nhau mà thôi. Tôi vẫn tin bà xã sẽ vì mình, vì con mà vượt qua những cám dỗ xung quanh.
Anh làm gì để vợ yên tâm và giữ gìn hạnh phúc gia đình, trong khi ở Việt Nam có rất nhiều khán giả nữ vây quanh? Ngày trước có nhiều khán giả nữ hay nhắn tin bày tỏ tình cảm với tôi, vì lúc đó còn độc thân, nên tôi cũng cởi mở để tìm cho mình đối tượng phù hợp. Từ khi có gia đình, tôi có cách ứng xử khác. Tôi không trách những người biết mình đã có gia đình nhưng vẫn dành tình cảm và luôn tự nhắc bản thân không được quá cởi mở. Tôi tìm cách nói khéo để người ta không tổn thương và hiểu rằng mình đã dành trọn tình cảm cho vợ con. Nếu như tôi cứ cởi mở như thời độc thân thì một lúc nào đó tâm tưởng tôi cũng sẽ lung lay, làm ảnh hưởng đến gia đình mình và mình đã cố gắng để xây dựng và bảo vệ. Tôi đã dùng hết danh dự bao nhiêu năm trời của một người diễn viên để đạp lại dư luận không hay về bà xã khi tổ chức đám cưới. Vì vậy tôi càng phải cố gắng để gìn giữ hạnh phúc này. Sau khi hoàn thành các thủ tục và hồ sơ để sang Mỹ đoàn tụ với vợ con, tôi sẽ nghỉ diễn một thời gian. Điều gì khiến anh quyết định bỏ lửng công việc khi sự nghiệp đang trên đà phát triển thuận lợi? Đối với tôi, điều cần nhất trước mắt là được gần gia đình. Vì vậy tôi quyết định ngưng đóng phim một thời gian, đành chấp nhận hy sinh sự nghiệp một chút để qua Mỹ với vợ con. Vợ tôi một mình ở Mỹ chăm con vất vả, nên tôi muốn đỡ đần cô ấy. Con gái tôi nay gần 1 tuổi mà con nít lớn nhanh lắm. Tôi không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng nào của cháu. Khi nào con cứng cáp khoảng 2-3 tuổi, tôi sẽ thu xếp thỉnh thoảng về Việt Nam đóng phim mấy tháng rồi lại sang bên đó. Hé lộ địa điểm thời gian đám cưới chính thức của Trường Giang và nhà Phương. Dù hai nhân vật chính vẫn giữ kín mọi chuyện, nhưng một số thông tin về ngày đặc biệt này vẫn bị rò rỉ ra bên ngoài. Vào tối ngày 24 tháng 8 vừa qua, lễ đính hôn của cặp đôi hot nhất showbiz Việt Trường Giang nhà Phương đã chính thức diễn ra tại một resort 5 sao sang trọng và hoành tráng tại Hội An, Quảng Nam. Vốn kín tiếng nên ngày trọng đại của cặp đôi được bảo vệ nghiêm ngặt với hơn 50 bảo vệ. Vì lễ đính hôn của họ diễn ra một cách ấm cúng thân mật, nên hầu hết các hình ảnh đều được từ hai bên giấu kín với truyền thông. Cụ thể, mọi người đều hạn chế sử dụng điện thoại trong ngày trọng đại, nên khoảnh khắc cả hai vui vẻ chụp ảnh cùng quan khách cũng khá hiếm hoi. Được biết, đám cưới của cặp đôi này sẽ diễn ra trong tháng 9 tới. Tuy nhiên, ngày giờ cũng như địa điểm tổ chức thì vẫn còn là ẩn số. Và mới đây nhất, một số thông tin về ngày đặc biệt này cũng được rò rỉ ra bên ngoài. Như một số nguồn tin nghe ngóng được, thì ngày cả hai chính thức là vợ chồng về chung nhà sẽ là ngày 24 hoặc 25 tháng 9 sắp tới. Ngoài ra, họ sẽ làm một buổi tiệc cực hoành tráng tại thành phố Hồ Chí Minh và cụ thể hơn địa điểm sẽ là một khách sạn 5 sao nằm ngay trung tâm thành phố. Nơi đây đã tổ chức rất nhiều sự kiện hot của làng giải trí Việt. Hơn nữa, đây cũng là địa điểm mà một cặp đôi MC hot nhất showbiz cũng từng tổ chức lễ cưới. Vào tối ngày 4 tháng 9 vừa qua, Trường Giang đã đưa vợ tương lai đi dự buổi tiệc hoành tráng của ekip và đạo diễn Đức Thịnh. Đây là một trong những lần hiếm hoi mà anh đưa nữ diễn viên đi dự tiệc nơi đông người. Bởi lẽ từ khi các scandal yêu đương xảy ra, họ hạn chế rất nhiều chuyện xuất hiện cùng nhau.